bệnh chết ha, ông gặp phim Missy từng ở trường bóng bẹ chìm muối nâng propon Brazil và chạy kế tế SM mập hơi bầm muối đo vì xe nâng tùm nớp miên xa mặt tập hiệp nơi khỉ ea. Cơ xuống ca phía chết nơi giáp bọn rô xì, nơi ngay đi đọc rộng buôn bệnh chạy cá bàm bạc cả thả, cụp ông gặp phim Missy từng ở, rõ bọc luôn nơi nông vì xe con tốp cư trường bóng bẹ chìm muối nâng propon Iskander M đo tùm nớp nâng miên phía vì xe. Nơi nông dịch đầy thay cá, đa sao mập sai đo Eurasian Time ba lại đăng thác. Cứ cổ xuống bà pháp tự căn cổng cổng náy tốp mì xíl thông mây. Nước nông sẽ kể đây khăn ca này cổ xuống ca phía chết đã sao mập sai đã dựa ra diễn thái bà lại đăng thá. Cổng náy tùm rung nây mì xíl xâm rạp con tốp chương cô cổ bò rủ xí cứ ban chạp đàm chia muối nâng bà bòn mì xíl Iskander M đo miên phiếp lo ai mùi đã không biên cú bà chênh khát miên bàn tê nước nông bị phốp lục ní. Nước nông át tình ấy đã trở bàn bình chạy thà sợ sẵn tài chìa bà bòn ai bì xác nâng tùm nước bóng phót tiết phong nụ. យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីប្រតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលគូបញ្ជាក់ឡើងគឺថាប្រព័ន្ធប្រភេទនេះទទួលបាននៃការធ្វើកំណែលម្អដើម្បីប្រកបដោយសក្តិសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិថ្មីៗនេះក្រុមមូស្គូបានប្រកាសថាអ៊ីស្កែនដឺអែមដែលណាតូបានឲ្យឈ្មោះផ្សេងថាSM-26ស្តូនគឺជាប្រព័ន្ធមីស៊ីតតិចមួយដែលអាចបំពាក់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រភេទមីស៊ីថ្មីទាំងអស់ដើម្បីរួមសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធ
hai prapra oriya pe sam sapchnam kon long bong ni Valery Kasin đại chia protein đầy tí đầy cầm hôn propon avut prophet mũi ni nâng chín nè arjuna lang samrap karya lai arjuna masin đầy cơ xương cá pi chiết ban đại đằng thà krong musku ban cầm phong thưa amin samatapip can tal all ai nơi nông cá cha padam nơi prophet propon đom miếng phep smok smang nâng tụm nếp ni con to brusi chia chia lực chia sa ban đại bung ri iskander m đảm bảo ba ca vi prahan từ lứa ti tăng yuta sa nơi chấm nói nam muối robot con top ukraine cá bị khai xây hạ cho năm pi pom một pi krom musku trở ban cho prakan thả ban yok iskander m từ vi praha pleu rút pleung yu thiền robot ukraine được nông đồng bón di pro petro hai ban cầm tích nơi yên yun yu thiền robot ukraine chia trang cường cách áp vật trong cõi cát miền lang cõi pi phần màn ngay phần nó phần to pi miền cang thả Krong Musku, stun nâng nâng stun a pip, đa miên missile, tay tụi bump hot nâng ka vi praha, đa dâm bunko dive take nâng robot ukraine. Nâng ngay ti prampi vejaka, charakam ukraine bana hang tao rossi, salta iskander tum nâng ni, tam roi mập hai krung tap anno. Hai iskander amni, miên nâng tai chi, prophet nâng missile, đa miên tu nâng ti chi chan chi tu nâng ti paramin tu nâng ti binh chia ka, tu nâng ti kampling tom riyak chong ngay chngay, kodo chia, da tu chia, propon rocket, pohu, mục nghĩa bang. Hai ai bang bang nâng yun hoa chong bang, đa stun nâng chong ngay, pram roi km bang thịt phong. Kong toa prusi bang chap ram knong ka prao pra iskander am, tang pichan pi pon dap buôn. Nơi trong năm 2019, con tốp missile Rossi ban bom pẹ propon ni yang ping ling sa chit mai đập ai te lơ yin yo thia đe đắc via miên prawai 8 kun nung 8 mai tam rong iskam the am ni trơ ban ke chat chmuh yang tiet hai tha chi missile ballistic da miên chalatapheap khpu hai via ai vơ ka ruom khnie chi muoy nung prophet missile doy chi missile mekate 9m 723 k1 đại missile ni muoy hoh nung nung konlong robos via hai trơ ban bom pẹ chi muoy nung kba krop dai mần ai bom baik ban tie nu sâm ra propon bên chia rõ bỏ viết cư miên phiếp ai kỳ rích hay nâng đạ cô đáy trong tay bản mạng vị nịt ti tay bản nốt đáy phở ở viết hoa hạ bản. Bản thang bình lên đi từ tiết propon mùi ní ai banh ban nơi propet mi si kru. Chỉ tràn tiết đôi chìa SSC 8 bấy SSC 8 bì. Yo thia rủ si pra tay propon iskander em tay bản nốt. Hay sâm ra bỏ tế đợt tay tiết đàm miên iskander đôi kỳ nền ní cư chia sử dụng propon y tay bản nốt. Iskander M rõ bỏ rủ si trâu ban kết đăng tha ách đất nơi mi si tăng lai đầm miên tùm ngôn đo tư 200 kg. Hai rìa chậm ngay rõ bỏ viết cư ngay đo tư 500 kg ảnh nọ. Vì ai bấm pẹt tăng prophet à vốt nuôi khlê à có bán, mần men nuôi khlê à có bán. Thay bình nít xông bay tay prophet à vốt crop bay chẳng cấm, rư có các ba crop nuôi khlê à electro mình nhé tích có đôi chìa. Rõ bỏ ngay pia ca viết bà hà pi giật trớ. Đại chìa ưu tử hôn nực nông ca bắt đo ai nơi prophet có ba crop nuôi khlê à có bần tay mần miên xa rật thiết, bòm pháng, khlăng, có bàn đài. Propon Iskander trở ban kiri katha rin chana lãng, đam bay thua aoi chrobok đol con tuap sattrơi chì khlang. Nơi pê đà viết banh nâng hoa nực nông cùn lông đỏ tiếp sân tay mần ai chạc ban cò miền. Prasa tập hiếp, rô bò viết cư kỳ bố khlang ná hay cầm hoa đại ai kát miền lãng. Nực nông ca vi bà hà cư tích tuổi bầm phót trâm tài pi tư pra mai tài bần nọ. Chàng ảnh ní cư chia ca sầm an rô bò mình chạm mần đốl krom cùm nát đầm biến mô lực thang nơi giá rốt Amrik. Hay katha CSIS. Đại sắc xá ông Pi tùm đẹp tùm đông ông đã chết nâng dựa tà xa.
សារព័ត៌មានស្ពុតនិកក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីខាងក្រសួងការពារជាតិដារីកាថាក្រុមនៃប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងធំគឺបំពាក់ជាមួយនឹងសំណាក់ភៀដល់ទំនើបដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់ពហុភាពនេះគឺត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កំណែលម្អរ៉ុកកែតទាំងប្រភេទធូណាដូ SMLOS និងធូណាដូ GMLOS រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលថាសូម្បីតែអង្គភាពកាំភ្លើងធំក៏ត្រូវតែធ្វើទំនើបកម្មពួកគេជាមួយនឹងប្រភេទប្រព័ន្ធបញ្ជាដែលខ្លួនឯងហូវីតស៊ើ ពីស៊ីដល់9M2ផងដែរកងទ័ពជើងគោករុស៊ីបានប្រារព្ធខួបនៃការកកើតកងទ័ពមីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1944ដោយក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងការធ្វើវិភាគទានដល់អង្គអាចនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងសមរភូមិនៅស្តាលីនក្រាដ រុស្ស៊ីអពេជ្យយូតាំងពីជំនាន់សហភាពសូវៀតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលឈ្នះភាគច្រើននៅក្នុងសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សតវត្សរ៍ថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺប្រើប្រាស់រយៈពេល9ខែតែមិនទាន់បានឃើញលទ្ធផលពេញលេញណាមួយនោះទេសម្រាប់អ៊ីស្កែនដឺនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានជាច្រើននាពេលកន្លងមកបានដឹងថាវាបានមកដល់ទឹកដីបេឡារុសផងដែរហើយវ
ដល់ប្រាំមួយគ្រាប់គឺជាផលិតកម្មថ្មីនៅក្នុងចំណោមខ្សែសបៃនោះចំណែកមីស៊ីលកាលីបរបស់រុស្ស៊ីគឺគេប្រើអស់150ភៃនៅក្នុងចំណោមពីរយមកភៃប្រាំបួនគ្រាប់លោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានដឹងថារោងចក្រផលិតអាវុធយោធារបស់រុស្ស៊ីមួយដែលនៅម៉ូតូវីលីខាគឺឥឡូវនេះធ្វើការ20បួនម៉ោងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនិងពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងហើយពួកគេកំពុងតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីផលិតធូណាដ